Lời Chúa vì yêu thương chúng con muôn lần, Chúa đã vui lòng cho con một chút lục mốc đạo trên thập giá để hoàn thành nhiệm vụ vượt qua đem lại ơn cứu khổ cho loài người. Giờ đây xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở cộng đoàn của chúng con tái mai. Cho những kẻ tội
Đó với bọn chúng, nhưng khi người vừa nói
Ta đây, bọn chúng dần lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng. Chúng thưa, Giê-xu Nazareth. Chúa Giê-xu lại đáp. Ta đã bảo các ngươi gặp ta đây, và nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói, con chẳng hiểu bất người nào trong những kẻ cha đã trao phó cho con. Bây giờ Simon Phêrô có sẵn kinh thương, liền rút ra đến tên đầy tớ bị thường tế, chém đứt tai bên phải. Đầy tớ ấy tên là Manco. Chúa Giê-xu bảo Phê-rô rằng: Hãy mặc quần vào bao, chén Sa-tan đã trao lấy là tan không được. Bấy giờ, toán quân trưởng toán và vệ binh của người Do Thái đến bắt Chúa Giê-xu trói lại và điều người đến nhà ông An-na trước, vì ông là nhà phụ của Ca-i-pha, đương làm thượng tế năm ấy. Chính Ca-i-pha là người đã dựng ý kiến này cho người Do Thái, để một chết tay cho cả dân thì lợi hơn. Còn Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế, nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô đứng lại ngoài cửa. Vì thế môn đệ kia là người quen với vị thượng tế, nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tỳ gác cửa liền bảo Phêrô: Có phải ông là người môn đệ của người đó không? Ông đáp: Tôi không phải đâu. Đám thủ hạ và các vệ binh có đốt một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo lý của người. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã bảo công khai trước mặt thiên hạ, tôi thường giảng giải tại hồ đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do Thái thường tụ họp. Tôi không nói chỉ thì thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe tôi về những điều tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều tôi nói. Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó và mặt Chúa Giêsu mà nói: Anh trở lời vị thượng tế như thế. Chúa Giêsu đã: Nếu tôi nói sai, hãy chứng minh điều sai đó. Mà nếu tôi nói phải, thì tại sao anh lại đánh tôi? Rồi An-na cho rằng người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Ca-i-pha. Lúc ấy, Phêrô đang đứng sưởi và bảo ông: Có phải ông cũng là môn đệ người đó không? Ông chối và nói: Tôi không phải đâu. Một tên thủ hạ của vị thượng tế có họ với người bị Phêrô chém đứt tai cãi lại rằng: Tôi chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao? Phêrô lại chống đỡ và may lúc đó gà lên gáy. Bấy giờ họ điều Chúa Giêsu từ nhà Ca-i-pha đến pháp đình. Lúc đó tạng sáng và họ không phải pháp đình và để có thể ăn lễ vượt qua. Lúc ấy Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và nói: Các ngươi tố cáo người này về điều gì? Họ đáp: Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không lột cho quan. Phi-la-tô bảo họ: Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông. Nhưng người Do Thái đáp lại: Chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói trước: Người sẽ phải chết cách nào? Bấy giờ Phi-la-tô trưởng vào pháp đình gọi Chúa Giêsu đến mà hỏi: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: Con đừng nói thế hay có người khác nói với quan về tôi. Phi-la-tô đáp: Ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thần tế đã thao lộn ông cho ta, ông đã làm gì? Chúa Giêsu đã: Nếu tôi không thuộc về thế gian này, nếu lúc tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không nhìn được cho người Do Thái. Nhưng mà nếu tôi không thuộc chỗ này,
Pilato hỏi lại: Người ông là vua? Chúa Giêsu đã: Tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này làm chỉ để làm chứng về chân lý. Ai cũng về chân lý thì nghe tiếng tôi. Pilato bảo người: Chân lý là gì? Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo: Ta không lấy nơi này người này có lý do để chắc. Nhưng theo tục lệ các người, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một bầy tù nhân vào dịp lễ vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích vua Do Thái cho các ngươi chăng? Họ liền la lên: Không phải tên đó, nhưng là Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một tên cướp. Bây giờ Phi-la-tô chuyển đem Chúa Giê-xu đi mà đánh đòn người. Binh sĩ kết một chiều thiên bằng gai nhọn đội lên đầu người, và chúng mặc cho người đến gần người và nói: Tâu vua Do Thái. Và vào mặt người, Pilato lại ra ngoài và nói: Đây ta cho các dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do gì để kết án. Bây giờ Chúa Giêsu đi ra, đội mão gai và mặc áo đỏ. Pilato bảo họ: Này là người. Đóng binh nó vào thập giá, đóng binh nó vào thập giá. Pilato bảo họ: Đấy các ngươi cứ bắt và đóng binh ông vào thập giá, phần ta không thấy lý do nào kết tội ông. Người Do Thái lại đáp: Chúng tôi có luật, và theo luật đó, nó phải chết vì nó tự xưng là con Thiên Chúa. Nghe lời đó, Pilato cảm thấy sợ hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giêsu: Ông ở đâu đến? Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại câu nào. Bây giờ Pilato bảo về: Ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền đóng binh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao? Chúa Giêsu đáp: Quan chẳng có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban xuống cho. Vì thế nên kẻ nộp tôi cho quan. Mắt tôi nằm hôn. Từ lúc đó, Pilato tìm cách tha người, nhưng người Do Thái la lên: Nếu quan tha cho nó, quan không phải là công thần của Caesar. Vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Caesar. Pilato vừa nghe lời đó, liền cho điều Chúa Giêsu ra ngoài, rồi ông lên ngồi tòa sử, nơi gọi là Đình Đá, những Do Thái gọi là ngày chuẩn bị lễ vượt qua. Pilato bảo dân: Đây là vua các ngươi. Nhưng họ càng la to: Giết đi, giết đi, đóng binh nó đi. Pilato nói: Ta đóng binh vua các ngươi. Các thượng tế đáp: Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Bây giờ quan giao người cho họ đem đóng binh. Vậy họ điều Chúa Giêsu đi, và chính người bắt thập giá đến nơi kia gọi là Sò. Tiếng Do Thái là hơn vô tha. Ở đó họ đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Pilato cũng viết một tấm bảng mà sai đóng trên thập giá, bảng mang những hàng chữ này: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Nhiều người Do Thái đọc được bảng đó vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin. Vì thế các thượng tế đến thưa với Pilato: Xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết người này đã nói ta là vua dân Do Thái. Pilato đáp: Điều ta đã viết là đã viết. Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi, thì họ lấy áo người chia làm bốn phần cho mỗi người. Còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đã liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau: Chúng ta đừng xé áo mày, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy. Hầu ứng nghiệm lời kinh thánh: Chúa đã chia nhau các áo ta và đã rút thăm áo dài của ta. Chính quân lính đã làm điều đó. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, lúc đó có mẹ
mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: Ta khát. Ở đó có một bình đầy dẫm, họ liền lấy miếng bông vật, bông biển chấm đầy dẫm, cắm vào mảnh cây hương thảo đưa lên miệng người. Khi đã nhìn dẫm rồi, Chúa Giêsu nói: Mọi sự đã hoàn tất. Và người gục đầu xuống, chút hơi thở. Hôm đó là ngày chủ nhật lễ, để tội nhân quả treo trên thập giá.